Chào mọi người nhé, chào mọi người quay lại cái kênh YouTube của em. Thì cái video này thì em có lên mấy cái đầu máy Huawei. Mấy cái đầu máy Huawei này thì nó là Huawei thì nó thường là tua nhanh, thì nó cắt cây nó nhanh hơn nha. Những một số dòng nha mọi người, nó sẽ tua nó nhanh, sẽ cắt cây nhanh hơn. Ở video này thì tiếp tục là em xả đầu máy thôi nha, em không có làm xích. Làm xích thì tự mua mới đi. Mấy con này nó có thể xài xích tung hoặc xích lỡ cũng được. 6 đầu ha. Giá thì em giá xả nên là nó cũng rẻ, 240. Mã trong này là mã của nó là mã 340 nha. Mã trong của team này là 340, nhưng mà cái ốp nó đi 240. Mình cũng không, nhưng mà con này là 40cc nha. 40cc. 40cc nha mọi người. Máy này thì đa số những con này thì đều là mồi xăng nổ nha, nên là về tự dọn nha. Giá này em bán giá sổ. Cái đầu này thì em sẽ để với giá là 1,2 triệu nha mọi người. Đầu 1,2 triệu nha. Mấy con này nó dùng, mấy cái dòng này nó dùng là gọi là trâu bò, cực kỳ trâu bò, mà nó cắt cây rất là nhanh, dùng gia đình rất là tốt, rẻ tiền. Rồi tiếp theo một cây 340 XE, thì cái cây này nó 40cc, thì chỉ vệ sinh sơ, mọi người muốn đẹp thì về cạo cái lớp này ra, cạo cái lớp bẩn này ra. Nội hình nó tương đối, con này như giống như có con xích thì sao. Nó kêu cái ốp ấy nha mọi người, không phải cái ấy đâu. Hơi rất là nhanh nha. Hơi rất là nhanh. Cái con này là 40cc, đầu máy thì cái con này là 1,2 triệu nha mọi người. 1,2 triệu ha. Rồi, tiếp theo là một con xem. Con này cũng là tiếp tục video mọi người, do tại vì nó bị nhè. Tiếp tục với con này thì con này cũng là như là 240 40cc. Con này cũng có đẹp. Mấy cái này lắp máy này về xem nó rất đẹp, nhìn rất đẹp. Hơi rất là tốt. Con này hơi rất là tốt nha. Ok, dùng gia đình rất là mạnh. Mấy này dùng 40cc, dùng rất là mạnh. Bốc nữa. Thì con này thì giá của nó nói rồi, xả, em xả 1,2 triệu nha. Xả 1,2 triệu. Rồi, tiếp theo một con Huawei. Cái con này là con U44 nha, 44cc. Thì cái này thì vỏ này là vỏ nhựa nha. Vỏ nhựa, cái bình xăng là bình xăng nhựa nha, nó không có giúp bình xăng. Mấy cái này là bình xăng nhôm. Này là 44cc nha. Cái ớt trên này là màu trắng, người tại vì nó bị ố á, mọi người về cạo nó vết ố này ra nha. Mấy
dòng này thì phụ tùng nó cũng khá là nhiều nên là không phải lăn tăn gì hết. Đầu này thì em bán 1,3 triệu nha, nó là 44cc nha mọi người, 44cc nó 1,3 triệu nha. Tiếp theo cũng là một đầu hôn 44 này, 444 SE, 444 SE. Này nó còn đẹp ha, này vỏ đẹp ha, này vỏ đẹp này, mình cũng là bằng nhựa nha. Máy này dọn dễ lắm, hôm qua nay dọn cũng khá là dễ nha. Con này là 1,3 triệu nha mọi người, 1,3 triệu nha, này 1,3 triệu, này 1,3 triệu rồi. Một con 240, cái mã trong này là 340 nha. Tem lúc nào nó cũng để cái ốp 240, tại vì cái ốp 240 và 340 như là nó chung mẫu với nhau sao? Này về dùng gia đình rất là thích. Ở phân khúc 40cc mà như cái đời này thì nó gọi là độ bền cực là cao luôn. Rồi, con này là 1,2 triệu nha, 1,2 triệu, 1,2 triệu nha mọi người. Đây 1,2 triệu này, này là 1,3 triệu này, này là 1,3 triệu này, này 1,2 triệu này, này 1,2 triệu này, này 1,2 triệu này. Mọi người mua con nào thì mọi người cứ chỉ thôi, thứ tự thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 đầu. Video này em có hai con này nè mọi người, bán rẻ cho mọi người nè, hai con tay cục nha, hai con tay cục y như nhau luôn. Thì con này có lũ lam xích ha, có đủ lam xích, nhưng mà con này nó mất cái ấy rồi, cái cục lửa, như tháo cục lửa rồi sao ha. Đó, nó đẹp. Thì em sẽ bù lại hơn, bù lại cái cục này là có lửa này, có cục lửa này, rồi là cái cục lửa, tháo cục lửa này thay qua. Rồi tất cả còn lại, cái thứ còn lại thì mọi người để là phụ tùng nha. Nó mất cái ốp, chứ thật chất cái con này mà kiếm cái ốp với lại cái tay cầm là như con một con máy khác. Đúng. Kéo hơi con này nha. Hai cái đầu này nha, hai cái đầu này, hai cái đầu này mua là em để cho 1,5 triệu nha, 1,5 triệu thôi nha. Hai cái đầu này 1,5 triệu nha. Cái này có lam xích này, cái này là như phụ tùng. Rồi, chào mọi người nha mọi người, ai mua gì thì cứ alo cho em nha.